Tại bò tôi chiến sáng hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2023. Em đăng tải riêng 4 con bò 3B đứng phía rào để anh chị xem để phân biệt, rồi quay lô kem riêng. Cũng chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đánh trại em xem cùng tham khảo. Rồi bò em sang nhà em giao tận nơi cho anh chị. Em quay riêng 4 bò 3B. Con số 1 đứng bìa, con số 2, con số 3, con số 4. Con đứng phía số 4 là bò đó 1m2. Con số 3 là 1m1, 7 thân. Con số 2, 1m1, 5 thân. Hai con bìa là 1m1, 5 thân. Còn hai con trong, một con 1m1, 7 thân, con 1m2. Anh chị xem cặp nào thì thấy chuộng chốt thì em có xe nhà em giao tận nơi. Bốn con bò rất là đẹp luôn. Bò B hình lưng nách và chà bè. Tại bò em có tuyển chọn là những mẹ nái lớn nền, sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao, xương to. Bắt bò béo hai chân sau phải thẳng nè. Hai chân sau thẳng băng luôn. Nhượng thẳng ha, gối thẳng. Bò em bao anh chị là diêm rúng phù khớp là không có, bò nguyên dạng. Bò rất là khỏe luôn. Đây, con đứng phía trong là 1m2, con đứng kế là con số 2, con số 3, 1m1 và 7 thân. Hai con ngoài là 1m1, 5 thân. Giá rất là mềm. Anh chị xem cái chuộng chốt thì em xe nhà em giao. Chiều nay 5 giờ em có giao về cái bè Tiền Giang. Có hai con. Anh chị thấy xem chuộng chốt thì sẵn tiến đường em giao cho anh chị luôn. Anh Hưng giao cho anh Hưng ở cái bè. Món bò này rất đẹp luôn. Con số 1, con số 2, con số 3, con số 4. Thì so với nên lúc này gần Tết thì giá rất là mềm luôn. Dẫn tiếng đường em đi anh chị xem chốt giùm đi, em sẵn anh ra để giá mềm, rất mềm cho anh chị đầu năm. Bò giá rất là mềm, anh chị bắt về sẵn tiếng đường em giao luôn, xe quá rộng luôn. Đây lên đi có bè giao có hai con. Anh chị xem chuộng chốt đi, sẵn tiếng đường em giao từ Bến Tre cho tới Tiền Giang, Long An, Bình Chánh, Củ Chi, Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng em đều giao được. Con bò rất đẹp luôn. Con số 1, số 2, số 3, số 4. Con bò B rất đẹp luôn, mông khủng luôn. Còn dai đó. Con số 1 còn dai rất là hở luôn ha. Con số 2, con số 3. Bò này 4 con bò rất là đẹp luôn. Hai chân trước, hai chân sau. 4 bò này rất là đẹp. Con đứng số 1 là 1m1 5 phân, con số 2 là 1m1 5 phân. Con số 3 là 1m1 7 phân. Con số 4 là 1m2. Đây, bốn bò rất là đẹp anh chị. Đẹp luôn. Anh chị xem cái chuộng chốt thì em có xe nhà em giao tận nơi. Bốn bò rất là đẹp. Đó, con số 1, số 2, số 3, số 4. Sáng nắng dội vô nó còn chá chá. Thằng đầu à. Thằng đầu với anh chị coi này, thằng đầu rồi ha. Thằng đầu con số 4 rất là to, đầu bòm ha, đầu to. Con số 2, số 3, số 1 cũng vậy luôn, đầu rất là đẹp. Con số 1 đầu cửa lũi. Con số 2 nhẩm nhẩm tí sừng. Cũng như là ba con đầu trụi. Ba con đầu trụi với con số 2, chỉ con số 2 nhẩm nhẩm miếng sừng à. Nó, mấy con kia có sừng mà nó hơi nhẩm nhẩm lên tí à. Con này mấy con này chắc sao có sừng quá. Bò B phải có sừng ha. Nát chà bè. Hay trước sao móng sò chỏm đứng thẳng băng. Cái này giá quá mềm, anh chị bắt vô vỗ béo là rất kịp thời luôn. Lúc này giá rất là mềm như ăn Tết rồi, không biết giá là sao. Lên bắn lên thì sụp bắn sụp, còn lúc này thì giá rất là mềm.
pháp kèm thế này. Đây. Giao về cá bè. Có con này nè. Bò này bò bê mà sao nó về cũng xương to đòn dài mà nó dẻo dẻo bò, nó không có mập như ú bò mấy mập kia. Bò này 1m17 phân nè. Giao cho anh thích cá bè. Bắt con này với con này. Đó, con này với con này về cá bè. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân đây tại Bến Tre. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì lại vào em nhận qua Zalo là một lần nữa để anh chị xem biết chốt. Ngày mùng năm kịp tới thì em chở về hai xe bò bê phóc kem. Thì bò cũng như vậy, lớn hơn thì cao tiền, nhỏ thì có tiền. Mùng năm dậy xe, mùng sáu dậy xe, gồm có bò bê phóc kem. Cái này rất là đẹp luôn, cái này mâm khủng luôn, mấy bò này không thua gì bò cơ bắp ha, cuồn cuộn. Đứng lên cuối video, em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại em. Một lần nữa cảm ơn anh chị đăng ký lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại chị trong video kế tiếp.